Vâng, chung kết 1 xe đấu thứ tư AC là của BB. Vâng, đội bạn 2 cho son à? Bên mình 2 AC. 2 AC, đối đầu 2 cho son á. Vâng, lại cho gỡ một trận xong này bị thua 3-1. Mà không biết được. Không biết được. Vâng, bài quả 7, bài rất kín. Hiệu đầu đã thấy ngay dành cho Chuyên Mệnh rồi. Lại không có bàn à? Vâng, máy bi đang thông báo là vâng cho em lên hình. À, được. 2 4 6 7. 7 15 là 12. Có 12 cây quả thôi mà. Vâng, BS khe rừng nhưng mà mắc binh đấy. Huỳnh đùa chứ. Vâng, trận trước khóa muộn vừa mới hỏi mình thời gian xong. Trận này lại không khóa bàn, không tổng kết. Tôi cứ phệt cho 10% lương vào mồm cho sợ vậy. Nói chung là tí nữa mà vẫn có thể tổng kết lại theo cái thời gian bắt đầu trận đấu thôi. Nên là mọi người cứ yên tâm, không thiệt đâu. Nhưng mà tí là tôi cứ phải phệt phọt cho 10% lương vào mồm cho sợ, làm ăn cho đoạn hoi. Cứ để anh em phải ức chế. Nói chung là anh em cũng không thiệt đâu. Chẳng qua là nó hơi chậm trễ một chút thì mọi người bực mình thôi. Giấy bảo giờ vẫn chưa khóa à? À khóa rồi đấy. Nhưng mà tí nữa sẽ tổng kết theo thời gian. Vâng, bây giờ nhìn rõ là Lick Bùi Huỳnh 90 đang là người bót quân. Mà còn đang cãi là không phải tao đâu. Vâng, tội cãi phạt x đôi lên 20%. Lương mà tháng 30 ngày là mất bố nó 6 ngày công, mất gần 1 tuần công rồi đấy. Liệu mà khóa muộn. Hai mươi ba dân đến từ B với một bài quả đôi hiệu 246 đôi voi mắc bêu đấy, kích gọi là 7 tròn thì phải. Nó không biết đêm nay nó một có kèo gì chưa. Nó một đây, nó một cái chưa lấy được. Vâng, như vậy là 8 giờ tối nay. Vâng, BB Dương Còi đối đầu với lô 1 Chip Boy. BB Dương Còi đánh với lô 1 Chip Boy. Vâng, sẽ là 9 bao nhiêu đây? 9 mười mấy đây? Rồi, chắc 9 2 sọi. Không, 2 mấy đi? 23. Vâng, thông báo luôn cho các bạn kèo đấu tối nay 8 giờ sau khi kết thúc kèo này. Mình cũng như là lô 1 và Chip Boy sẽ nghỉ ngơi một chút đi ăn tối. Và sau đó sẽ quay lại quán và vã luôn kèo AI. Lô 1 Chip Boy đánh vào đối đầu với BB và Dương Còi. Một kèo gần như là không cửa bật dành cho Sky.
Thế thì lại phải hẹn chim sẻ kèo solo 3 thể loại với tôi tối nay vào hôm khác vậy. Dám chấp cậu một tay à? Rồi, làm con giò. Vâng, BB cũng là một game thủ biết vậy e. Vâng, vẩy vớ va vớ vẩn, bắt được con giò bịp thật. Vâng, làm, vâng, đổi hai con giò. Cũng bắt được hai giò đối phương. Màn hình máy của chị Mệnh kín mít chưa? 28, rất khỏe. Sát mép bản đồ như hở. Chỗ đấy là ngớ là hở đấy. Bản đồ nó hay ảo ảo kiểu đấy lắm. À không, như vậy kín rồi. Vâng, tí resize, rút ngắn tỷ số. Giây đấu thứ tư, súng còn 1-2 dành cho BB và Chim Mệnh. Chúng ta sẽ cùng đến trận đấu tiếp theo. Mm-hmm.